Các trường hợp hàng hóa bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu, đây là nội dung nổi bật tại Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017, được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017. Theo đó, hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau thì bị áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu: liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép nhập khẩu của cơ quan nhà nước, gây nguy hại đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, gây nguy hại đến môi trường, đa dạng sinh học, có nguy cơ cao, mang theo sinh vật gây hại, đe dọa an ninh lực lượng, nền sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, luật cũng quy định hàng hóa bị cấm xuất khẩu trong các trường hợp sau: liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép xuất khẩu của cơ quan nhà nước, bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 nêu ra 6 trường hợp người thi hành nhiệm vụ độc lập được nổ súng vào đối tượng mà không cần cảnh báo, đơn cử như sau. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người thi hành công vụ hoặc người khác. Đối tượng đang trực tiếp thực hiện hành vi cướp súng của người thi hành công vụ. Đồng thời, luật còn có những nội dung mới khác như: ngoài tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tổ chức doanh nghiệp khác khi có đủ điều kiện vẫn được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, sửa chữa vũ khí. Bổ sung thêm đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng gồm cảnh sát biển, cơ yếu, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Dành một chương riêng để quy định cụ thể về quản lý sử dụng tiền chất thuốc nổ. Luật này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.